21 cổ phiếu tăng giá rất là mạnh cho ngày hôm nay và thị trường đầu tuần nó đang trong một giai đoạn như thế nào các bạn? Đi ngang nha. Đi ngang mà nó lại xuất hiện những cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng. Tại vì sao? À? Tại vì khi thấy Ngô lọc ra một cái một cái danh sách cổ phiếu như thế này thì các bạn sẽ thấy được cái bối cảnh bên trong lúc này là hiện tại đang diễn ra ra sao ha. Như nè, các bạn nhìn trên màn hình nha, có TCH tăng điểm mạnh à, gần như là 3.5%. Rồi giờ cổ phiếu nhỏ AA đặc biệt là bây giờ có đạm cà mau hhs HHS ngày hôm nay gần như tăng tím trần các bạn nha Bên cạnh đó có câu chuyện của bất động sản khu công nghiệp Cụ thể là giờ à? GVR nè Vừa là cao su vừa bất động sản gần như tăng gần 5% Rồi Long Hậu gấp tăng tím trần BHR tăng về lại vùng giá 50 ngàn Ship tiếp tục tăng ổn định nha Đó Rồi giờ dạ, nhóm à, nhóm hóa chất ngày hôm nay cũng rất là nổi trội như là cái câu chuyện của giờ à? của đạm phú mỹ nè của last tăng tiếp tục ha sau khi đạt điểm mua chuẩn này ha đó thì đó là cái góc nhìn mà chúng ta thấy được là trong bối cảnh này á bên cạnh những cổ phiếu bây yeah, giờ nó đang đi ngang hoặc là nó tích lũy trở lại thì nó vẫn có một cái sự đang xen tăng giá thì đây sẽ là cái tư duy nếu như mà trong những phiên này á nó không có nhiều cổ phiếu tăng giá tốt á thì chúng ta mới lo ngại các bạn nhé ok rồi thì đầu tiên là chúng ta đang nhìn nhận về một cái bức tranh thị trường lúc này Ok, xin chào mọi người đã quên trở lại kênh youtube chứng khoán thanh của các bị tội nha Các bạn đừng quên là bấm cho Thái một nút like, thả tim video này Ok, vì đây chính là những nỗ lực tâm huyết của Thái nha Nhớ bấm like, thả tim mọi người nha Rồi, ok, tiếp tục nè Trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta đang nhìn nhận bối cảnh thị trường có khoảng 283 mã giảm và 187 mã xanh Thì cơ bản là gì ạ? À? Gần như là cái số lượng mã đỏ nó nhiều hơn một tí xíu ha à, Ở về đóng góp vào hết á Thì mọi người thấy nè, ở góc độ ngày hôm nay có hóa chất tăng điểm đúng không ạ? À? Rồi nước khi đốt nè cũng là câu chuyện hóa chất nha. Rồi bia đồ uống vận tải bán lẻ ha. À, trong đó thì bán lẻ thì có biên FRT. Còn ngược lại cái câu chuyện mà giảm điểm á thì rõ ràng ngân hàng là một cái nhóm ngành mà tăng mạnh trong bối cảnh trước đó thì đến thời điểm hiện tại nó phải đi ngang và nó phải giờ xà 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 là các bạn ạ. Thì đó là cái điều mà mọi người phải chú ý nha, hoặc là ngay cả như kim loại trong ngân hàng nó bị áp lực của chốt lãi ha. À, nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ đi phân tích cụ thể bên trong như là Hòa Phát Nam Kim, Hoa Sen, VGS diễn ra như thế nào nè Rồi bất động sản ngày hôm nay nó cũng bị cái áp lực giảm nhẹ trở lại ha Dịch vụ tài chính Thì cơ bản đó là chúng ta đang đi view qua góc nhìn của thị trường Ok Về những cổ phiếu tác động trong ngày hôm nay thì các bạn thấy nè à, Ở đầu tiên thì chúng ta thấy là giảm điểm thì có Vietcombank có Hòa Phát, có BIDV, có ICB, Vinhome Đó là những cổ phiếu lớn đã làm cho câu chuyện giảm điểm nha À, còn về tăng điểm thì các bạn thấy nha Có GVR, có GAS, CTG, MBB, Sabeco, Đạm Cà Mau BNZ, FRT là những cổ phiếu góp phần tăng điểm Thì thật ra VNX trong giai đoạn hiện tại vẫn đi ngang quanh cái vùng 1175 đến 1180 ha à, Có điều là nước ngoài ngày hôm nay bán rồng 135 tỷ cho nên nó cũng áp lực nhẹ chỗ này một tí xíu à, Với nước ngoài bán rồng mạnh nhất ngày hôm nay thì bán rồng tập trung là BC1 ha. Bán rồng ở MWG đúng không ạ bán rồng ở Vinamilk, Masan, Thiên Phong Bân đúng không ạ còn thật sự á, mua rồng thì vẫn tập trung rải rác mua những cổ phiếu như là à, Hoa Sen, KBC ngày hôm nay được mua rồng trở lại này các bạn nè mua rồng gần như là ba à, mươi mấy tỷ nha rồi Hoa Sen nè mua cũng tiếp tục mua rồng rồi SCB đúng không ạ rồi Eximban à, lúc này thì chúng ta sẽ được ở trong một cái giai đoạn như thế nào ạ à? thị trường lúc này nha là thị trường chỉ còn khoảng một tuần nữa là tới tết đúng không hơn một tuần tí xíu đúng không và lúc này á à, trong bối cảnh này thì mình vẫn đang thiên về một cái khuynh hướng á nếu mà thật sự thị trường á nó đang đi sideways thì nó sẽ là một cái dạng sideways up có nghĩa là giờ đi ngang tích lũy rồi tăng giá đi ngang chỉnh trở lại tí xíu rồi tăng giá các bạn nha cho nó khó giảm mạnh và lúc này cái hỗ trợ gần như khi mình coi tin tất cả những cái phiên diện á thì lúc này VN nó sẽ có một cái hỗ trợ rất là mạnh quanh vùng giá khoảng 1165 cộng trừ nha đến 1170 thì đây sẽ là một cái mức mà mình nghĩ á, À, dạ, một cái hỗ trợ này tương đối nó sẽ là hỗ trợ của nhịp này khi mà dạ à, khi mà cổ phiếu hoặc viên đất chỉ số chung á nó bị đạp trở lại chỗ này thì nó sẽ là một cái dạng sóng kéo ngược để nó kéo lên trở lại bởi vì 1165 cộng trừ đường nó sẽ kết hợp vừa là đường EMA 20 vừa là cái đường dạ đường Kijun và rõ ràng đường Kijun lúc này cũng đang uh, tiến thẳng lên các bạn về những tín hiệu mà về chỉ báo á thì mình cũng đang xem xét như thế này nè dạ Rõ ràng là cái dãy bịch tuột chỗ này nó đang có một cái hành động này giờ, bóp trở lại các bạn. Tức là đang đi ngang siết chặt trở lại giống như mình mình chia sẻ nha. Thì trong bối cảnh này là các bạn phải hạn chế đu cao ha có muốn tham gia thăm chiến trở lại thì rõ ràng thì các bạn sẽ phải canh trở lại những cái vùng hỗ trợ đẹp của cổ phiếu giải vốn ra mà đi và tránh tình trạng nha về lại hỗ trợ mọi người không dám mua thì đến lúc mà chỉ cần cổ phiếu nó bật tăng lên các bạn sẽ rất khó có hàng để mua đây là cái điều mọi người gặp rất là nhiều trong giai đoạn vừa qua và chỉ cần đu cao một tí xíu thôi mà mọi người lại không có giá vốn trung bình đẹp á đa phần cắt lỗ xong lại là điểm mua đẹp của những nhà đầu tư người ta kiên nhẫn để người ta mua trở lại nha thì đó là cái góc nhìn của Thái Ngô ok tiếp theo Vindex sẽ hướng lên cái hộ cái cái kháng cự gần nhất mà mình thấy là vẫn cục mốc 1.200 1200 đến 1250 ok không ạ à? thì trong bối cảnh này trước Tết đó thì mình nghĩ khả năng rất là cao nha thì khả năng rất là cao nó sẽ xây quay được cái vùng giá 1165 đến 1185 tức là khoảng 20 điểm số Thì trường nó sẽ đang đi trong một cái biên vận động như vậy Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích rất là kỹ những cổ phiếu nha Các chị đừng quên là bấm cho Thái một nút like, thả thêm video này nha Ok, và Thái Ngô đã quay trở lại rồi đây Ok, <cười> <cười> mọi người thấy nè, à, mình sẽ phân tích những cổ phiếu trong ngày hôm nay nổi trội nha, đầu tiên là nhóm gì à? Nhóm, à, à, đây, nhóm ngân hàng ha SHB trong bối cảnh vừa qua, rõ ràng sau khi tạo thành một nền giá và đây là một cái giai đoạn nó phải kiến tạo một nền giá mới các bạn nha bởi vì nó tăng một cái mạch rồi bây giờ nó phải đi từ 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 thì uh, hỗ trợ gần nhất vẫn là vùng giá khoảng 12 đúng không ạ MBB MBB vẫn vẫn giờ vẫn phải tiếp tục tạo ra một cái nền giá mới và nó đang đi cách xa cái đường EMA 50 các bạn nào tức là từ đây lên đây các bạn nào thì nếu mà trường hợp nó đi cách xa như vậy rõ ràng trong những phiên vừa qua thấy ngồi chia sẻ rồi yên tâm đi rất khó tăng mạnh những ông nào muốn mua chờ cho mình chờ cho mình tạo thành một nền giá mới nha nhưng bây giờ nó đang chạy xa như thế này mua rất là dễ bị dính đòn đây ngay cả như exim nè, này rồi exim bắt đầu nó đang quay trở lại cái vùng hỗ trợ lắp gáp rồi ha mình hỏi một cái câu nè ông nào dám mua hay không nhưng mà nếu mà trường hợp trước đây mọi người mua bây giờ đa phần đi cắt lỗ nhưng nếu bây giờ quay trở lại vùng hỗ trợ này nếu có mua thì hãy nên rải túc tắc ra Bởi vì sao vì nó có cái phạm vi mua lúc này có thể là quanh vùng giá khoảng 18.8 đến 19 các bạn nhá ok có thể là khoảng 500 đồng đi các bạn cho các bạn một cái vùng mua 18.8 đến 19.2 đúng rồi đó à, liên việt bus banh ha không thể nào tăng mạnh được vì sao vì cái áp lực của nó nó đã cách xa cái đường EMA 50 rồi và khi nó tăng một lèo lên thì nó phải có những cái phản ứng bị chốt lại ha cho nên mình nhắc với mọi người không đu nhóm banh trong giai đoạn vừa qua và kiên nhẫn chờ để có giá tốt như ICB các bạn nào đó tăng gì đâu không có tăng cái gì luôn trong một vài phiên gần đây này ha nhưng mà xấu thì lại không xấu nhưng để mua không thể nào mua đẹp được bởi vì chỉ cần mua cái một thôi nó lấp thêm khoảng từ vùng đỉnh này nha nó là khoảng bốn phần trăm năm phần trăm là xanh mặt liền lúc mà mọi người xanh mặt mọi người bán thì lại là lúc nó tạo thành một cái nền giá phẳng để từ từ những nhà đầu tư khác người ta muốn mua nhóm banh người ta lại mua được giá tốt hơn đó ha mua thì không phải là điểm mua nhưng mà giờ yeah những vùng chốt lãi hoặc là mọi người thấy áp lực quá mọi người bán một bớt một phần đúng không ạ à? đó còn nhóm banh thì mình vẫn đang chờ đang chờ các bạn nha ví dụ exim là về nè rồi stb đúng không à? không tăng mà nó vẫn đang đi trong một cái hộp giá thì mình kỳ vọng có một cái hỗ trợ lại quanh đường em a à, 20 thì lúc đó các bạn có thể enter được nha nhiều cổ phiếu nhóm banh đang đi ngang ctg tăng mạnh báo đạo vừa qua nhưng không tăng được nhiều có nghĩa là gì ạ <laughs> về mặt xanh điểm các bạn thấy nhưng về, về mặt cái gì ạ à? nó búng á thì từ đây lên đây có khoảng là 5 phần trăm mà các bạn biết không từ 5 phần trăm thì các bạn phải tăng từ ngày 12 tháng 1 tới giờ luôn đúng không ạ cũng gần như cuối tháng rồi mà chỉ có năm phần trăm những ai mà mua được giá thấp thì mới được 5 phần trăm những ai mua được giá cao á đa phần là được hề vốn hoặc là làm cho cảm giác rất là chán nản nha thì nó không phải là một trạng thái mua giá đẹp phù hợp cho những nhà đầu tư người ta cầm dài thôi những nhà đầu tư ngắn thì nên chờ những nhịp hỗ trợ những nhịp tết chỉnh đó các bạn múc cơ bản là vậy mọi người ạ như Techcombank cũng tương tự như vậy nè khi nó chạm ngay vùng kháng cự uh, giờ 35.8 các bạn thì nó lại không có tăng nữa và nó bị áp lực bán rồi thôi không? Ok, riêng về nhóm banh thì các bạn nên chờ đợi nha. Tiếp theo là nhóm chứng khoán. Ví dụ như vi uh, vĩ nè, Victor ha. Đối với quan điểm của mình nếu các bạn cũng muốn mua thì ok, trên phạm vi vùng giá khoảng rải ra nha bởi vì mình không biết chính xác như thế nào nhưng hiện tại á cổ phiếu này nó đã vượt qua đường chẳng chéo nè vượt qua đường ma 50 có muốn mua thì các bạn rải gom vị thế dần rồi sau đó một ngày nào đó đẹp trời á nó vượt qua khỏi vùng giá cái hộp giá này các bạn mua thêm nhưng hiện tại á, các bạn đi lại khoảng 1 phần 3 mua 1 phần 2 gì đó các bạn nắm giữ nếu nó lỗn các bạn chỉ mất 1 phần 2 cái phần mà các bạn đã mua trước thôi còn nếu mà thật sự nó tăng á các bạn có một cái vị thế rất là khỏe để mua thêm đó ok tức là quanh cái hộp giá 17.8 này nha khi nó vượt qua và đối với quan điểm của mình thì cổ phiếu này vẫn tiếp tục nắm giữ nha. Ok, vẫn nằm trên đường EMA 20, nằm trên đường EMA 50. SSI nha. SSI hiện tại thật sự các bạn thấy mà trong bối cảnh vừa qua nó rất là khó chịu trong lúc này. Và cổ phiếu này thật sự nó vẫn chưa có một cái đà tăng quá mạnh và đặc biệt trong bối cảnh mà giờ thị trường đang trong một giai đoạn cận Tết. Đúng không ạ? và rất là nhiều nhà đầu tư đang đu bám cổ phiếu nhóm chứng khoán cho nên mình rất là sợ à, nó sẽ có một cái nhịp đạp một lần nữa nó để nó chỉnh lại đường EMA 50 như thế này nha thì nó sẽ rơi về vùng giá khoảng 32.9 thì đối với những nhà đầu tư mà mua rồi thì các bạn lưu ý nè nếu trường hợp á, các bạn mua trong dịp này nha các bạn chia hai vị thế ra cho mình một phần á các bạn mua trên đường EMA 20 chỗ này một tí xíu nè nếu trường hợp nó xác nhận vượt qua hẳn vùng giá qua 4.5 á các bạn mua lên thì lúc đó nó chính thức nó vào một cái nhịp tăng giá mới còn không á thì nó sẽ có một cái nhịp Tết chỉnh trở lại trước khi nó tăng giá các bạn nha thì các bạn phải làm chủ cảm xúc chỗ này tí xíu đúng không đó <laughs> làm gì làm phải có giờ lượng hàng trước sau đó rồi tính tiếp nha bởi vì nó có thể tăng lên bất cứ lúc nào hoặc nó giảm bất cứ lúc nào nha đó là nhóm chứng khoán ngay cả như đi này các bạn thấy không ạ à? cái hộp giá này nó chưa tạo ra một cái mẫu nến tức là mẫu nến vượt qua cái hộp này ha cho nên bạn chắc giờ gặp ngay kháng cự nó lại chỉnh trở lại biên hộp Và rõ ràng dạ, Nếu trường hợp nó test trở lại vùng giá khoảng 21.5 Thì hy vọng nó giữ được cái hộp giá này Rồi nó lại kéo lên trở lại nha Thì đó là cái sự vận động đang đi ngang à, VND cũng như vậy Và khi trường hợp mọi người đi ngang Mà để dạ, dạ, tránh có một cảm giác là mọi người mệt mỏi á thì mọi người chỉ nên mua phần 1 phần 2 vị thế thôi khi nào nó xác nhận đà tăng á, thì các bạn mua thêm để lúc đó các bạn có một cái giá tốt và các bạn không phải chờ đợi quá nhiều còn đối với những nhà đầu tư nha trong giai đoạn này là giai đoạn mọi người xác nhận đi gom hàng á, là mọi người cứ túc tắt rãi ra dần để sống nổi với lái đó là cái cách mà thị trường nó đang điều phối cảm xúc của mọi người ok vô tay chứ không ai giờ mua xong rồi nó không tăng là làm sao được nó cũng không làm được luôn các bạn nhưng mà có những lúc nha ngay vùng giá này á, mua xong cái tự nhiên nó ọt cho cây á, bắt đầu tăng rất là mạnh mình ví dụ nè ở TCH như đợt, đợt này các bạn nè đây làm cây một à ọt cái lên mà vô nó ngút ngàn luôn tự nhiên nha vừa sụp hố là giờ thủng qua đường EMA 20 cái tạo thành cái đấy thứ hai rồi sau đó bật tăng một phát một là 14 triệu cổ phiếu và tiền nó vào bất cứ lúc nào cho nên anh chị lưu ý chỗ này nha đánh trong giai đoạn này phải rất là tỉnh đòn đúng không ạ không ăn dễ không dễ dàng nhà cái đâu đây SSS mình cũng nhắc với mọi người rồi rất là khó mua nhịp này mua xong cái nó cứ lại là, là 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 đi xuống muốn xác nhận tăng nó phải vượt qua vùng giá khoảng đây như này các bạn ạ à. vượt ngay cái kháng cự này nha thì mới gọi là phê còn không nha nó cứ lại là là, là 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 đi xuống nó đạp cho nháy nữa rồi nó tạo thành cái đáy tiếp tục giống như câu chuyện của TCH đó đây đây các bạn ạ à. đây kéo đập, kéo cái đồ đập thủng luôn rồi nó lại ọt lên cái lại đó thì các bạn phải chú ý được cái đặc tính lúc này nha đánh rất là khó chịu luôn vì vậy đó chính là cái sự vận động của thị trường chung ông TCH này lúc này lại tạo ra một cái điểm mua đẹp trong ngày hôm nay các bạn thấy chưa lại tạo ra điểm mua đẹp luôn và đánh rất là mafia cho nên những nhà đầu tư á, muốn đánh phải rất là tỉnh đòn về hỗ trợ là xúc sau đó đừng có xúc mạnh nhiều quá để tránh tình trạng nó giam cầm nó không làm cho mình là là cảm thấy như là giờ thoải mái thì các bạn đi một phần hai cho mình hoặc là hai phần ba còn lại sau này nó xuất hiện những điểm mua chuẩn như thế này hoặc là điểm mua phá vỡ nền tảng á, thì các bạn mua thêm ngày hôm nay được gọi là một phiên bốc kết bay vọt của TCH các bạn nha đó HCM nè đúng không HCM tự nhiên từ vùng này nó vượt lên cái rồi sau đó nó giả dụ như nó đi ngang cái nha. giống như mình vẽ là cấu trúc này nè ha nó giống như cái câu chuyện mà cổ phiếu của CTD các bạn nó nó không tăng nữa nó đi từ 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 vùng giá 27.3 nó lại lại lại, lại, lại về á thì lúc đó giờ người ta lại mua trở lại những cái vùng hỗ trợ đẹp mua rồi sau đó người ta mua lên còn mua chỗ này thật sự nó rất là khó chịu và phải chấp nhận cái gan ví dụ ông nào chưa mua mà giờ chờ đợi những cái phiên mà nó tách chỉnh thì các bạn mua nó sẽ đẹp hơn còn khi nhào vô đây múc đu thì phải chấp nhận phương án nếu giả dụ á mua đây một phần hai mà nó không tăng nữa mà nó tết mạnh á các bạn đi khoảng năm phần trăm á thì các bạn bổ sung vốn để mua thêm hay là mọi người cắt lỗ thì trước khi mua phải có phương án dự phòng ok VCA các bạn nào, thật sự nó cũng chưa tăng nữa các bạn đó, rõ ràng nhóm chứng khoán lúc này là cái nhịp mà, giờ à, nó làm cho nhà đầu tư rất là chán nản mình sợ nha, nó sẽ đánh giống như TSH vậy đó, nó không cho vượt liền, đúng không? Nó làm nó rung nó rủ, nó làm đủ thứ các kiểu này ha, rồi nó rủ nhà phát, rồi cho người ta bỏ chạy các bạn, rồi nó lại kéo lên phát cái ọt lại ha, thì lúc đó mới là cái nhịp đánh sâu của nó đó, thì cho nên những nhà đầu tư lúc này ha, có nắm giữ cổ phiếu nhóm chứng khoán mua một phần hai cho mình thôi rồi bình tĩnh ví dụ như VCA nè rồi VND là mình nhắc cho mọi người trong trước vip nha cứ tiếp tục cầm nhưng mà cầm một phần hai cho mình để tránh tình trạng là chôn vốn hoặc là cảm thấy mệt mỏi các bạn MBS thì cũng mạnh này ha rồi CTS nè đó không tăng nhưng mà lại quay trở lại trạng thấy tích lũy ORS nè. cũng tích lũy tiếp tục luôn rồi FTS nè cũng tích lũy trên nền giá này đúng không ạ rồi BSA nè các bạn nè đó Xấu thì nó lại không xấu Nhưng mà đẹp thì nó vẫn chưa phải gọi là đẹp Lúc này là như vậy Cho nên lúc đánh thì phải đánh rất rất là trường kỳ với lại nhà cái các bạn nha Ok Đó Tiếp theo mình sẽ đi phân tích từng cái dạng này Và đối với quan điểm của mình thì mình vẫn, vẫn kỳ vọng trong nhóm này để mà cái vùng mua hoặc là vùng nắm giữ thì bằng cứ gì à? à, VND, VIX Rồi à, à, VCI à, MBS đó FTS thì thật sự đó là những cổ phiếu nó đánh nét rồi cho nên mình không nhắc làm nhiều ha còn có đánh cái gì có ORS này cũng được tại vì cái phạm vi và cái hành động là giờ đang tạo ra cái đáy sau các bạn nè đáy sau nè đáy sau nè đang cao hơn dần ha và đường MA 20 đang hướng lên thì những cổ phiếu này các bạn giờ có thể mua và gồng được đúng không ạ nó chưa có sập hố và vẫn đang đi một cái form đi lên đúng không ạ rồi đây là nhân chứng khoán bất động sản thì ngày hôm nay các bạn thấy là có đích À, đích thì các bạn thấy mà nó lại không trả lại hành động của ép sát vào khung thành nha mà nó lại giờ yeah, nó đang đi trong một cái biên có khả năng là hỗ trợ gần nhất của, vẫn là vùng giá khoảng 26.2 tức là cái đường ema 50 nha và chỗ này thật sự á có muốn mua lúc này thì mình nói với mọi người rồi một là nó vượt vùng giá khoảng luôn 27.5 vượt phá vào cái hộp này thì mốc mới còn không giờ yeah, nó có khả năng nó sẽ test trở lại cái vùng đấy như này một lần nữa hả rồi nó lại bật tăng lên thì các bạn phải chú ý đặc điểm của chủ phiếu này nha có thì mua giá thấp thì cứ tiếp tục gồng thôi các bạn rồi khi nào nó vượt thêm thì các bạn mua thêm một phần còn hiện tại để im cho nó vận động ha à, Nova Lăng thì sau cái câu chuyện mà cái phiên vào ngày 21 tháng 22 tháng 1 các bạn tiền vào rất là mạnh nhưng sau đó các bạn thấy không ạ thị trường nó đang đi trong một bối cảnh như vậy cổ phiếu khỏe nó cũng không thể nào tăng mạnh được á thì những cái ông mà bật một cái giờ bật một cái trạng thái một cái giờ một cái đường chẳng chéo như thế này nè nó vẫn chưa tăng lại được thì nó phải xuất hiện giờ giống như cây này được gọi là một cây bom xịt các bạn ạ rồi sau đó bây giờ nó lại nhả hàng trở lại thì nhiều khi những nhà đầu tư là mua giá rất là cao quanh này ha thì chỉ cần nó rung trở lại bốn năm phần trăm thì mọi người lại cắt lỗ cắt lỗ xong thì nó rất là dễ giờ nó có một cái nền tảng giá dưới này ha nó giữ được cái nhịp chỗ này nè đó rồi nó lại bật tăng lên trở lại cho, nên đó là cái câu chuyện mọi người đang đánh đi trong một cái biên ngang rồi đánh rất là khó chịu đó và đi biên ngang về lại biên thấp thì lại mua lên biên này là người ta lại bán đúng không ạ thì Novaland thực sự mình thấy đối với những nhà đầu tư mà mua được giá thấp á, giá tốt á thì cứ tiếp tục gồng tiền thì vô cây này rồi. Còn khi nào nó đánh lên thật sự là chỉ có chúa mới biết thôi. Tại vì chỉ có nhà lái mới biết thôi các Cho nên là đối với những nhà đầu tư trong thị trường này á về lại vùng giá ngon gom, rồi sau đó để im cho sự vận động của nó ha. Rồi khi nào nó thật sự đánh rất là mạnh vượt hẳn luôn và để trên này khoảng hai ba phiên thì lúc đó các bạn mua lên nó rất là đẹp đó là cái sự đi giá an toàn và ổn định cho mọi người nhá đó ok hợp lý nha như vậy là video này mình làm rất là kỹ lưỡng Bất động sản là và phát đạt rất cũng tương tự các bạn thấy mà nó không vượt qua hộp giá này thì rõ ràng nó lại là là là, là để test kiểm định lại ha mình chờ nếu trường hợp các bạn đã mua được những vùng giá thấp trước đây mà thấy ngô có nhắc rồi ha thì cứ tiếp tục cầm cho mình ha còn đánh ngắn thì rõ ràng là về lại biên hộp thì các bạn phải bán bán không nhiều nhưng mà bán một phần hai thôi còn không thì phải gồng luôn để tránh tình trạng là gì ạ bán xong nó không giảm về lại cái hỗ trợ mà nó tăng lên luôn á thì lại bị mất hàng cho nên mọi người lưu ý nha còn muốn mua mới lúc này một là anh phải mua thấp hai là anh phải giờ chờ cho nó vượt hẳn luôn cái hộp giá này cho mình chứ không á là đang đi trạng thái giờ lỡ dở lương ương nha tức là năm nạt nạt mở mở đó hợp lý không ở đất xanh các bạn thấy bọn nó cũng không vượt qua hộp giá luôn nó không mạnh bằng phát đạt rúp nó không mạnh bằng giờ à, đích các bạn cho nên mà những cổ phiếu mạnh như phát đạt đích mà nó còn ối dồi ôi nữa thì những rõ ràng những cổ phiếu này á nó lại test trở lại như TCH nè đây là điều bình thường không tin nha đất xanh nó có thể là giờ test thêm một lần nữa đạp hẳn về đây luôn các bạn nào đây đạp về đây cái nha rồi nó lại bật tăng lên thì sao đó đó là cái câu chuyện mọi người phải nhìn được những cái cổ phiếu bên trong này diễn ra như thế nào à, Nam Long gấp đợt trước đó là một số cổ phiếu á, nó tạo ra một cái điểm mua như là ông Nam Long các bạn này đúng không? Đây, nó test trở lại vùng giá khoảng 38 rồi nó phát sinh điểm mua để mọi người làm một điểm mua kéo ngược nha Rồi các bạn mua lên, đúng không ạ? <laughs> như vậy đối với quan điểm của mình, á, Nam Long khả năng bây giờ nó tạo ra một cái vùng mua mới Các bạn chưa có hàng các bạn có thể là mua được nha Bởi vì nó đã chính thức là vượt qua cái hộp giá này rồi Hanging House đó khang điền House thật sự thì nó cũng sẽ có những cái cú mà nó rung rũ quanh trở lại vùng giá đâu đó là 30.5 thì lúc đó các bạn có thể là enter được ha bởi vì nó test chỉnh trở lại đúng không chấp nhận đặt cược các bạn ạ. như khang điền House là nó lại khác nova lăng ở một cái chỗ là giờ cũng là vào cái cây nến vào ngày 18 tháng 1 là một cây nến tăng giá mạnh nhưng mà khang điền House thì nó lại không thủng như là nova lăng mà nó lại giờ chỉnh lại rất là đẹp các bạn đó mình nghĩ nó sẽ quanh quanh vùng giá này nó lại kéo lên nha thì đối với những anh chị là muốn mua cổ phiếu bất động sản á, thì có thể là canh những cổ phiếu này cho mình ok rồi Vinhome thật sự Vinhome các bạn nó cũng làm khó nghĩ à gặp ngay những vùng hỗ trợ này tiền vào rất là mạnh phiên 18 tháng 1 nhưng mà nó lại không kéo thân mà nó có khuynh hướng giờ à? chỉnh trở lại một lần nữa ha thì đối với phương án chỉnh này thì mình nghĩ gần nhất thì rõ ràng là 41.3 các bạn thì thật sự nha À, những nhà đầu tư là mua khi mà giai đoạn mà thị trường đang trong hộp giá những cổ phiếu đang trong một giai đoạn đi ngang mà đặc biệt đi ngang cộng thêm lúc này thị trường cận tết tính thanh khoản lại thấp á thì làm ơn phải nhớ một cái câu thần chú như thế này nè về kháng cự á, mà thậm chí nó vượt kháng cự luôn có mua thì bố cũng chỉ dám mua khoảng một phần hai thôi vì sao vì sợ mà vì lỡ như mua xong mà thanh khoản nó thấp tâm lý người ta lại khó chịu á thì người ta lại bán để quay trở lại vùng chỉnh tết trở lại hỗ trợ thì lúc đó là một cái sự phân bổ vốn hợp lý nha mà không mua thì lại cũng không được vì nó đã có một cái phương án dòng tiền vào rất là khỏe rồi mà không mua nó tích lũy ổn rồi ha nó lại vượt qua cái hộp giá này, nó tăng bất cứ lúc nào luôn thì lại khó chịu cho nên cách tốt nhất làm gì làm me xong rồi mua một phần nếu trường hợp nó test chỉnh thì các bạn mua thêm phần còn lại hoặc là khi các bạn mua được rồi á mà cổ phiếu nó tăng luôn á thì chúc mừng các bạn đã lên tàu vì thế nha đó là cái điều mà các bạn phải chấp nhận trong cái thị trường này ok và mình cũng kỳ vọng ha viên hôm nó sẽ giữ quanh vùng giá khoảng 41.3 41 lại bởi vì thật sự đây cũng chính là một cái đường năm 50 và thị trường này á nó không bị bán mạnh các bạn nhìn nè cái vô lâm nó bị bán đâu các bạn cái vô lâm nó nhỏ xíu à nó bị bán gì đâu đúng không thì đó là bất động sản nha còn thép thép thì thấy ngô đã chia sẻ trong những phiên trước rồi Thật sự hoa sen ngày hôm nay nó bị một cái điểm xấu là gì nè Bị bán mạnh quá ha Nó vượt giá ra Đây cũng chính là một cái điều mà mọi người đang lo lắng Đúng không ạ Nó bị bán gần như 22,5 triệu cổ phiếu ạ à. Thật sự luôn cái Điều này thật sự nó cũng làm cho mình là gì à? Hơi lăng tăng chỗ này Nhưng mà do ở dưới này thì hỗ trợ đầy rẫy ra ha Hỗ trợ đầy rẫy ra Nếu các bạn có mua mới thì các bạn canh, canh thử xem sao ở Quanh ví dụ nó test chỉnh trở lại Không mua đuổi á thì Tại vì trong phương án lúc này là giai đoạn gần Tết rồi Mua đuổi thì nó lại sợ không có ăn còn mua chỉnh thì nhiều khi nó lại có ăn Thì nếu mà trường hợp như vậy thì các bạn sẽ canh bên vùng giá đâu đó là 22.2 à, cộng trừ ha Ok về lại vùng hỗ trợ bằng rải vì thế là bạn enter ha à, Còn những nhà đầu tư mà chấp nhận đánh dài á, thì phải bỏ ra cái thời gian mà để im cho nó rung đất đi Chứ không mà lên trên này bán xong nó chỉnh nó lại 4% thôi 4% xong rồi bắt đầu bán xong cái ọt lên cái nữa làm cái vèo lên, là xong phim Hòa Phát mình thấy nè nó vẫn đang vận động tích cực nè Hòa Phát đúng không ạ à? nếu những dòng tiền lớn thì các bạn chú ý đánh hòa phát được nha bởi vì trong giai đoạn vừa qua nước ngoài cũng đang mua rồng rất là mạnh hòa phát nhưng mà đánh cổ phiếu hòa phát thì phải làm ơn làm phước suy nghĩ rằng đây là một cái dạng cổ phiếu đánh phải chờ phải đợi đúng không và đáy sao đang cao hơn dần rồi như vậy thì cứ ăn nhưng mà múc thôi về là hỗ trợ ma 20 xúc hoặc là ma năm xúc rồi chờ nó hành động bây giờ nó kéo lên khi nào nó kéo kệ cha nó nam kim gấp cũng tương tự như vậy là ngày hôm nay là một cái hành động bị bán rồng xin lỗi mọi người nha bị bán rung mạnh và giờ nó không tăng mạnh quá nhiều ha. thì mình để xem thử là nó có test trở lại vùng giá đâu đó là vùng chỉnh hay không nếu xuất hiện những điểm mua đẹp á, thì mình sẽ nhắc như mọi người mua đúng không vì vì bây giờ thật ra nó vẫn đang nằm trên đường ngày mai chục cũng không có gì xấu mọi người ạ à. ok ha. nhưng mà nếu như trường hợp nó chỉnh thì mình sẽ cho mọi người mua thêm bom vgs thì ông này các bạn ạ à, ông này là vừa tạo được đáy thứ nhất nè nếu trường hợp nó test chỉnh trở lại tạo đáy thứ hai mà nó bật tăng lên đó, thì mình sẽ cho mọi người mua liền nha cơ bản để xem xét thử là ông này có tạo được đáy thứ hai quanh vùng giá đâu đó là à, 21.5 hay không ha à. nếu trường hợp để chỉnh cái lại đó không thủng mua lên thì mình sẽ cho mọi người mua lại liền luôn nha đó là nhóm thép <laughs> nhìn như hàng gần như là người ta đang gì à? đang bán rồng đúng không à, các bạn người ta đang bán để người ta mua người ta giống như là người ta đang chúc lại một phần mà người ta chờ người ta mua lại giá nó ổn hơn tí xíu nha MWG này nha cũng đang tích lũy hả nếu trong những giai đoạn sắp tới mà nó xuất hiện những cái điểm mua chuẩn đẹp đó, thì mình nó đang tạo một nền giá mới này nha và phải chờ các bạn bởi vì nó phải hấp thụ hết cái lực chỗ này nha ok uh, uh bng uh, bng các bạn thấy mà khỏe như trâu luôn khi một khi nó tăng lên nó đang đi lên từ, từ 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 và đang chạm là những vùng kháng cự vùng này không còn là vùng mua đẹp nữa mà sẽ rơi vào trạng thái vùng chốt lãi ngắn hạn cho mọi người nha ví dụ như vùng chốt lãi ngắn hạn như là 92, 93 DC World, DC World thì thật sự nó sẽ giờ nó cũng đang tạo thành một cái nền tảng mới. thì các bạn phải chờ trong những phiên rung đất đó, thì nếu mà trường hợp nó đạp trở lại những vùng hỗ trợ chính đó thì mình sẽ nhắc cho mọi người mua và chú ý mua cổ phiếu này trong cổ phiếu bán lẻ nha. rồi bất động sản công nghiệp như GVR thì hết nước chấm rồi các bạn. tách chỉnh trở lại và mình nói rồi tách chỉnh để tăng thì rõ ràng là gì nhiều cổ phiếu đi trong một cái nền giá phẳng sau đó nó tăng lên rồi nó không tăng liền mà nó chỉnh nó kéo lên nó đạp xuống kéo lên đạp xuống một cùng nó quất cho ba cây thôi 10% phần trăm liền các bạn đó mà thì đó chính là cái đặc điểm là à tôi tăng lên rồi tôi đi ngang tôi chỉnh chỉnh lại và chỉnh để tăng quan trọng là chỗ này nè chỉnh để tăng thì các bạn sẽ thấy được tính cách của nhiều đội lái ok đó long điền gấp long điền gấp các bạn nè nếu trường hợp trong những phiên trước à ai mà nghe lời ta đu 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 các bạn đua cái tím trần à, là, dễ ăn cám luôn nhưng nếu trường hợp bây giờ các bạn có muốn xúc cổ phiếu này đó nó chỉnh trở lại thì đó mà xúc thôi đúng không ạ đây đây bạn ạ à. làm gì làm làm gì phải khổ trong những phiên mà đu tím trần như vậy nó làm cho một nhịp nè tại vì nó chưa hẳn vượt qua bởi vì đây chỉ là mới trạng thái đầu tiên để nó vượt qua cầm nến đôi xi si thôi và vượt qua cái ọt quanh cái đường ma hai chục nhưng mà những cái cú mà vượt qua sau này á thì nó lại chất lượng hơn đúng không các bạn có muốn mua thì các bạn giờ nên mua khi nó chỉnh tránh tình trạng mua đu giá nha. dù sao vẫn đỡ hơn là các bạn cắt lỗ nhiều kbc nè kbc thật thật sự mình cũng đang kỳ vọng nó tạo thành một cái cụm giá chỗ này và chỉ cần thị trường nó ọt lên cái ông này ông ọt lên cái một có một cái luồng gió đẩy vào cái nha thì coi như đây sẽ là vùng đáy của cổ phiếu này trong dịp chỉnh lần này ha và lúc này thật sự mình cũng đang kỳ vọng bởi vì sao bởi vì các bạn là nhóm bất động sản công nghiệp dòng tiền nó vào khá là tích cực các bạn nhá từ GVR từ ADC từ VGC từ tiếp nè từ Từ giờ từ, từ Long hậu gấp này các bạn nè tím trần nè đúng không từ BHR này các bạn nè đó nó liên tục tạo ra những điểm mua như vậy ha rồi ship là như BHR trong những phiên trước mình nói y chang luôn đây 26 tháng 12 tạo ra điểm mua chuẩn nhưng mà không dám mua và sau đó tết chỉnh đó là những vùng hỗ trợ mấy bố rồi xúc đi thật sự luôn là lúc đó giờ các bạn ăn được những cái nhịp này này à nó đâu cho các bạn ăn liền đâu đó và bây giờ ngày hôm nay nó chính thức nó tạo ra một đêm mua chuẩn nè thì đối với những nhà đầu tư có muốn mua thì hãy canh những cổ phiếu này có thể là canh gom mua luôn trên vùng giá khoảng 49 mua được ok đó rồi giờ ship nè rồi D2D nè ha như vậy là dòng tiền nó đang vào nhóm bất động sản khu công nghiệp rõ ràng các bạn ạ thì kỳ vọng là giờ nó sẽ tích lũy tạo nền và tăng giá nha còn CI nè các bạn đây nó cũng đang tạo thành một cái nền giá rất là khỏe trên cái sau khi cái điểm mua mà nó nó bứt thoát ra nè ngày 8 tháng 1 các bạn thì mình thấy nha các bạn có muốn mua cổ phiếu này thì vẫn mua được thôi và bây giờ cái điểm mua thì nó đang gần những cái nền giá này thì bây giờ chấp nhận luôn hên á thì mua phát lái nó kéo phát các bạn ăn liền còn hai á, thì các bạn vẫn có một trong những cái nền giá đẹp để bạn gom nắm giữ nha lúc này lãi suất ngân hàng thấp lè tè đúng không? không mua thì rất là khó chịu đây Tiếp theo là cổ phiếu HBC đây nè. HBC trong những phiên trước mình nói rồi, không mua đuổi. Bây giờ test chỉnh trở lại, lo mà xúc đi. HBC nha. Vượt qua nền giá này rồi rồi bây giờ nó test trở lại và đúng y như cái sự vận động mà thấy nó đã kể với mọi người này nha. Thì anh chị em á có muốn mua thì hãy canh những điểm mua này, mua lại. Nhưng mà nhiều ông à lúc này là đu trên đỉnh nè. À, bắt đầu về những này cắt lỗ, những người đầu tư muốn mua thì lại sợ, không dám mua thì làm sao đầu tư được trong thị trường này, đúng không ạ? Đó. Quá đẹp. Ok mua được VCG cũng đang đi ngang Nói chung là HHV ở Giai đoạn này thì mình nói với mọi người rồi Cổ phiếu nhóm đầu tư công là một cái dạng cổ phiếu đi ngang thôi Và khi nào muốn vượt quá Thì nó phải có những cái điểm mua như thế này nè Vượt và vượt liên tục nè Còn ở đây là giai đoạn bây giờ gom nền thấp Gom rải là đẹp Đúng không ạ Ngay cả như cái SP thì mình còn đang chờ nữa mà Nếu trường hợp à, Thật ra cái phiên vừa qua là 28.5, 8.6 mình không mua nhưng nếu mà trường hợp nó có một cái nhịp mà chẳng hạn nha Mình cũng đang kỳ vọng để xem thử á Vào ngày 3 tháng 1 à, Nó có một cái phiên nào nó đạp trở lại Nó tết y 1 phần 2 cái nến này không à Là chết với mình ha, Tại vì lúc này mình thấy dòng tiền lớn không rồi Thì lúc đó mình sẽ mua đúng không ạ Có đúng có sai hên xui Ok Rồi cơ bản là những cổ phiếu này mình đã chia sẻ với mọi người khá là kỹ rồi nha ASM, ANV Rồi ADA, VHC, CMX Những cổ phiếu này chưa tăng mạnh lắm thì bây giờ các bạn à, hãy tập trung những cổ phiếu mà nhóm ngành mình vừa chia sẻ nào chứng khoán à, thép bất động sản của công nghiệp đầu tư công rồi bất động sản ha à, còn nhóm ngân hàng thì bối cảnh vừa qua mình vẫn chia sẻ rất rõ quan điểm của mình rồi hạn chế mua đuôi mua đuổi và những vùng chính các bạn enter trở lại rồi bye bye đây là quan điểm của thái ngô và xin chào hẹn gặp lại các bạn trong chương trình nhận định trường vào ngày mai